Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 2,5 đô la Mỹ trên một ao lên 1.992,1 đô la Mỹ trên một ao. Bước vào kỳ nghỉ lễ, thị trường vàng không thể giữ được mức tăng mới trên 2.000 đô la Mỹ trên một ao khi thị trường tiếp tục theo dõi biên bản cuộc họp chính sách mới đây nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mặc dù Ngân hàng Trung ương đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp mới nhất, nhưng biên bản cho thấy Ủy ban vẫn đang duy trì quan điểm diều hâu vì họ dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức hạn chế trong tương lai gần. Còn sau ngày tăng phi mã thì giá vàng trong nước đã được điều chỉnh giảm nhẹ với mức giảm cao nhất là 400.000 đồng trên một lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng thì niêm yết ở mức 70,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và 71,62 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy thì so với rạng sáng qua thì giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán. Còn Doji tại khu vực Hà Nội thì sáng nay cũng đã điều chỉnh giảm giá vàng miếng 100.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán, xuống lần lượt là 70,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 71,7 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì vàng thương hiệu này đang mua vào thấp hơn 100.000 đồng và bán ra thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, đồng đô la Mỹ quay đầu giảm trong bối cảnh lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Hầu hết các thị trường Mỹ đều đã đóng cửa ở nghỉ lễ tạ ơn nên giao dịch hầu như khá ít. Còn trên thị trường trong nước vào đầu phiên ngày 24 tháng 11, thì Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm 30 đồng, hiện ở mức 23.885 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay của Báo Lao Động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiêu tiền? Uống đất cơ thanh, chào thanh không độ, đất bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thế nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ. Muốn có, không khó để nhận ra. Với diện mạo khác biệt, cùng hương vị khó lẫn. Biết Sài Gòn Special, nhìn là thấy Special.